À, vâng, và đặc biệt hơn nữa rằng với dự án âm nhạc của chúng ta được rơi vào đúng dịp đặc biệt ngày hôm nay 14 tháng 2. Vậy thì hỏi riêng với ca sĩ Hồng Ngọc Hà một chút, chắc có lẽ các bạn trẻ cũng thắc mắc rằng là cùng đem đến một dự án cho các bạn, các cặp tình nhân hoặc là những người bạn của chúng ta có những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày tình nhân này. Thì riêng với Hồng Ngọc Hà thì sao? Ngày 14 tháng 2 đối với bạn sẽ là như thế nào đây? Hà đang đứng đây. Anh ấy ở nhà đang cầm hoa chờ về. À, đó là điều đặc biệt ạ. Vâng, chính điều đó đã khiến cho chúng ta thấy được nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của Hồ Hồng Hà. Người ta nói rằng là không thể thứ mỹ phẩm nào có thể làm đẹp cho phụ nữ bằng hạnh phúc của tình yêu. Và điều này chúng ta có thể nhận thấy trên gương mặt của Hồ Hồng Hà, đúng không ạ? Xin được hỏi Hồ Ngọc Hà trước tiên, tại sao năm nay Hà và nhóm V-Music lại quyết định thực hiện là đêm tình nhân, đêm rất hoành tráng với ý nghĩa dành cho 99 cặp tình nhân ạ? Trước tiên thì Hà gửi lời chào tới tất cả mọi người có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Thực ra hôm nay để có một ý tưởng như thế này thì có lẽ là do người quản lý và ekip của Hà nghĩ ra. Bởi vì như các bạn cũng biết, đây là dự án cuối cùng trong mùa Valentine này giữa Hà và V-Music. Chính vì vậy mà mọi người muốn làm một điều gì đó đặc biệt cho nhóm, cho Hà và đặc biệt là cho mọi người nữa, để có những giây phút khó quên. Và có thể là những giây phút này sẽ là những giây phút mà hạnh phúc nhất mà Hà và V-Music có được. Với những chia sẻ của Hà thì Quốc Bình thấy có một điều Quốc Bình sợ rằng những bạn trẻ đôi khi có một nỗi buồn buồn nào đó. Tại sao là dự án này là dự án cuối cùng trong 3 năm của những album mùa Valentine, tại sao lại dự định kết thúc ở năm thứ 3 này ạ? Thực ra là cái gì mình làm nhiều quá thì đôi khi nó cũng không hay. Mình kết thúc cái này để mình bắt đầu cái khác. À, như vậy là các bạn khán giả vẫn có cơ hội để chờ đợi những sản phẩm âm nhạc đầy ý nghĩa cho những mùa Valentine tiếp theo. Tất nhiên nó không tiếp tục chuỗi này nhưng mà nó sẽ mở ra một chuỗi khác, đúng không ạ?